Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của KN Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con HB Babylon DV6 nha các bạn. Mã men của nó đây: DA0 LX6 MB6 H1 review H nha các bạn. Đây mã men của nó đây. Hiện trạng của con này là dòng ăn khoảng 0.50 mấy nha các bạn. Dòng ăn khoảng 0.50 mấy. Và mình kiểm tra sơ bộ thì mình nghi là bị mắc nguồn CPU nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm nguồn và kích nguồn cho các bạn xem cái hiện trạng của cái main này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Rồi, led nguồn sáng nha các bạn. Ok, đó, led nguồn sáng. Ăn dòng. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Và mình sẽ đo cho các bạn xem sơ bộ các nguồn trên cái main này nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Rồi. Dòng ăn không khoảng 0.5 mấy nha các bạn. Đó, ok các bạn, là dòng ăn khoảng 0.5 mấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đo sơ bộ cho các bạn xem nha các bạn. Rồi, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Đó, khu vực 5V. Đây là khu vực 3V nha các bạn. 1,5V có nha các bạn. Một chấm 0.5 có nha các bạn. 0.8 có nha các bạn. Rồi đây là hai cuộn dây của nguồn CPU nè các bạn. Đó, mình đã đo vào là các bạn thấy là máy không có nguồn nha các bạn. Đây, máy hiện trạng là đang mắc nguồn CPU nha các bạn. Rồi 1.05 đây có luôn. Đây các bạn quan sát, máy hiện trạng là đang mắc nguồn CPU tại hai cuộn dây nha các bạn. Đây là BL9 và BLM nha các bạn. Đó, mình đã đo tại BL9 và BLM không có nguồn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mình sẽ thay con IC nguồn CPU nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thay con nguồn CPU này nha các bạn. Đây. Đó, bắt đầu mình sẽ tiến hành thay con BU1 nha các bạn. Đây. Đây là cái con ADB3212 nha các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thay thế cái con BU1 này. Rồi, mình vừa tháo cái con IC nguồn CPU ra nha các bạn. Đây. Đây mình vừa tháo con IC nguồn CPU ra nha các bạn. À. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ kiếm một con IC nguồn khác mình thay vào nha các bạn. Và mình sẽ cắm cho các bạn xem là main có nguồn CPU chưa nha các bạn. Rồi sau khi mình kiếm được cái con ADB3212 mới nha các bạn.
không phải mới mà là từ một cái men sát khác mình bóc ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn cái con này vào đây nha các bạn. Và cái con cũ nó là nằm đây nha các bạn. Đây là cái con cũ của nó. Bây giờ mình sẽ lấy cái con mới này mình gắn vào đây. Rồi, mình vừa gắn xong cái con y sinh nguồn CU này nha các bạn. ADB 3212 vào rồi nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn và mình cho các bạn xem là cái men này có nguồn CU không nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm nguồn và kích nguồn xem là có nguồn CU không nha các bạn. Sau khi mình vừa thay thế cái con y sinh nguồn CU BU1 nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Rồi, các bạn thấy là đồng hồ đã ăn dòng nha các bạn. Rồi, đồng hồ đã ăn dòng. Rồi, bây giờ mình sẽ kích nguồn. Rồi, các bạn quan sát hai đồng hồ của mình. Bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Rồi, máy đã có nguồn CPU nha các bạn. Các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Rồi, máy đã có nguồn CPU. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ gắn RAM vào và gắn màn hình xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi. Và bây giờ mình sẽ kích xem cái men có dùng bút không nha các bạn. Men có dao động hay không. Rồi, ok. Men có dùng bút. Rồi bây giờ mình sẽ gắn màn hình vào nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn quan sát là mình sẽ gắn màn hình và mình sẽ kích cho các bạn xem. Rồi, mình sẽ cắm nguồn. Rồi, mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Rồi, máy đã lên hình nha các bạn. Rồi, ok các bạn. Như vậy là nguyên nhân ở cái con Babylon DV6 này là bị lỗi y sinh nguồn CPU nha các bạn. Sau khi mình thay thế con y sinh nguồn CPU thì cái men đã hoạt động bình thường. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.